Vườn Hùng Anh CZ xin kính chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay Vườn Hùng Anh CZ lại kể với các bạn một câu chuyện mới. Câu chuyện về đá các bạn này. Và như các bạn đang nhìn thấy đây, Vườn Hùng Anh CZ đang vẽ cái gì hay viết cái gì hay là làm cái gì đây. Các bạn đang đến với kênh YouTube Vườn Hùng Anh CZ. Và kênh YouTube Vườn Hoành CZ xin kính chào các bạn thêm một lần nữa. Kênh YouTube Vườn Hoành CZ ở nước Cộng hòa Séc, một nước nhỏ nằm trong Liên minh EU, và nước Séc nằm ở phía đông của châu Âu. Vườn Hoành CZ nằm ở phía tây của Cộng hòa Séc. Và như các bạn đang nhìn thấy trong hình, Vườn Hoành CZ ăn mặc đang giống mùa đông, có đúng không? Lúc này câu chuyện đang chia sẻ với bạn, các bạn là vào giữa thu của năm 2021. Nhưng thực ra thì cũng khá lạnh rồi các bạn ạ. Mùa đông về đến nơi rồi. Và nhiệt độ buổi đêm nhiều hôm về 0 độ hoặc âm rồi các bạn ạ. Có những tuần đã có những đêm, có những vùng âm 8-10 độ các bạn ạ. Mặc dù giữa thu thì không thể âm như thế. Và trong lúc đang chia sẻ với các bạn thì nhiệt độ lúc này vào buổi sáng sớm nó cũng chỉ vào khoảng 3-4 độ C thôi các bạn ạ. Và các bạn nhìn thấy Vườn Hoành CZ đang làm công việc đây, để chia sẻ với các bạn. Trong câu chuyện nào chia sẻ với các bạn thì nó cũng muốn chia sẻ thật chân thành. Và Vườn Hoành CZ không phải là một YouTuber chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng các cháu nó giúp quay được cái hình thì cứ quay thôi các bạn ạ. Các con các cháu nó về nó nghỉ học. Và vì như thế có nhiều câu chuyện muốn chia sẻ rất chân thành các bạn thì nó lại khá dài. Mà làm cái cách cắt ngắn nó đi hay tua nhanh thì Vườn Hoành CZ lại không biết nghiệp vụ lắm về IT, giỏi về máy tính, mong các bạn thông cảm nhé. Cho nên có nhiều câu chuyện gần đây Vườn Hoành CZ cắt ra làm 2 hoặc làm 3, thì mong các bạn ghép các tiêu đề vào đề phần 1, phần 2, phần 3 của câu chuyện. Ví dụ Vườn Hoành CZ viết là viết chữ trên đá thì các bạn tìm câu chuyện phần 1, phần 2, phần 3, ví dụ thế. Và đây chủ đề chính hôm nay cũng là viết chữ trên đá. Nhưng trong những câu chuyện chia sẻ với các bạn về viết chữ trên đá thì đây các bạn nha. Đây các bạn nhìn thấy là con đường đá trắng này. Phần này phía dưới chưa có gì, mới có một chút đá hồng rác lên trên. Để trở lại câu chuyện chính thì các bạn biết rồi, cái đá này là đá cuội, Vườn Hoành CZ nói nhiều trong các câu chuyện chia sẻ các bạn. Cái đá cuội này khá rẻ. Dao động ở nước mà Vườn Hoành CZ sống mua khoảng 40 đô một tấn, nhưng với điều kiện phải mua ở các tổng kho. Đó là tổng kho vật liệu xây dựng, đá cuội trắng. Và 40 đô một tấn tương ứng với lại bằng 40 bao với trọng lượng 25 kg. Thì mỗi bao này là 25 kg, khổ trung bình các bạn này. Đá to đá bé người ta thường bán trong cái túi như này khoảng 25 kg. Thì 40 bao này là được 1 tấn. Và nếu cũng cái đá này mà mua ở trong các cái đại siêu thị bán về đồ nhà vườn như Bauhaus, Obi, Horbach, Baumax, nếu ở trong Liên minh EU các bạn biết ngay, thì nó dao động khoảng trên dưới 10 đô la một bao 25 kg. Quá đắt. Nếu đến các tổng kho xây dựng mua cái đá này thì rẻ, 40 đô một tấn. Tuy nhiên cái đá này nó không nhiều màu sắc, là màu vàng, màu tối, mà nó chủ yếu là màu sáng hoặc màu trắng. Cũng được các bạn nha. Vậy Vườn Hoành CZ giải các con đường đi trong vườn. Các con đường đi trong vườn, phía trước, phía sau, đầu hồi, phần ngang. Và đây cũng là con đường đá các bạn này. Đó, đây cũng là con đường trải đá sỏi, để đi bên cạnh dòng suối đá cạn như này, là bằng cái đá cuội trắng. Vậy thì Vườn Hoành CZ làm các khu vườn của mình cách đây, xây dựng cách đây 4-5 năm các bạn ạ. Và Vườn Hoành CZ chưa có điều kiện để trang trí các tiểu cảnh, cũng như là làm đẹp các tiểu cảnh, hoặc là làm cho nó sinh động hơn. Và ngày hôm nay bắt đầu xong toàn bộ các khu vườn sau 4-5 năm. Với 1.400 ngày, 1.500 ngày đã chia sẻ các câu chuyện đấy, thì Vườn Hoành CZ dần dần làm các tiểu cảnh. Trong các tiểu cảnh thì sẽ chia sẻ với các bạn từng câu chuyện một, và có thể cắt ra là 1-2-3 phần. Quay lại câu chuyện chính các bạn nhìn này. Vườn Hoành CZ đang vẽ cái gì thì các bạn sẽ nhìn nhé, rồi Vườn Hoành CZ nói nha. Lúc này là đang vẽ một cái mô hình không phải chữ các bạn này. Và cách Vườn Hoành CZ làm rất đơn giản. Vậy nếu một câu chuyện chia sẻ với các bạn rất chân thành như thế này mà nó lỡ dài đến 20 phút, 30 phút thì Vườn Hoành CZ bây giờ sẽ cắt nó ra làm 2 hoặc làm 3, các bạn chịu khó tìm nha. Để cho đỡ mất thời gian của các bạn thì cắt ra làm 2, làm 3. Còn bạn nào yêu thích thì có thể tìm câu chuyện mà Vườn Hoành CZ phát hành toàn bộ câu chuyện. Đó. Quay lại câu chuyện về đá. Vào năm 2020, Vườn Hoành CZ chia sẻ các bạn vào lúc đầu hè và giữa hè hai câu chuyện về đá. Một là câu chuyện mang số 58,
đá mắc ma có nhiều tác dụng. Đấy là vườn của anh CZ viết đá, viết chữ trên đá bằng đá nham thạch màu nâu. Câu chuyện thứ hai là mang số 77, cũng viết đá bằng đá mắc ma, có là viết chữ bằng đá mắc ma. Thì câu chuyện số 57, vườn hoành CZ viết chữ bằng đá nham thạch hay còn gọi là đá màu nâu, và giới thiệu các bạn khá kỹ về cách viết chữ. Và đấy là viết một dòng chữ vườn Hùng Anh CZ để mời các bạn đến thăm kênh YouTube vườn hoành CZ. Câu chuyện thứ hai số 77, nếu vườn hoành CZ nhớ sai mong các bạn thông cảm, lại viết một dòng chữ là To me family is everything. Cho vườn anh CZ tạm dịch, với tôi gia đình là quan trọng, tôi luôn nghĩ về gia đình, hoặc với tôi gia đình là tất cả. Đấy là câu chuyện số 77. Và gần đây nhất, câu chia sẻ với bạn câu chuyện đến 30 phút của vườn anh CZ không nhớ tên nhưng hình như 257. Hình như 257 là tổng hợp về các cái cách mà vườn anh CZ viết chữ trên đá để các bạn thăm và xem rồi. Vậy trong những câu chuyện đấy, vườn hoành CZ nhắc lại là vì sao? Là vì cái cách chia sẻ với các bạn viết chữ trên đá trong những câu chuyện đấy là viết đá, viết chữ chìm xuống dưới nền đá này. Có nghĩa là con đường nếu mà để đi như thế này các bạn nhá, con đường mà để đi như này thì vườn hoành CZ lột cái đá sỏi này ra và viết dòng chữ xuống dưới, ví dụ như chữ I love you, hay là con số 2, số 3, hay là viết anh yêu em, hay là viết chữ gì đó, thì vườn anh sẽ lột cái đá cuội này ra các bạn này. Sau đó viết, thả cái đá hồng hoặc đá vàng hoặc đá đen, đá nâu xuống dưới và gọi là viết chữ chìm trên đá. Và cụ thể thì là đây. Bạn có thể cho các bạn tôi nhìn một tí này. Cái con đường này các bạn tôi, đó các bạn tôi có thể nhìn một tí, bạn có thể quay xa các bạn tôi nhìn tí, bạn kéo gần cũng được là nhìn được. Đó, để cho nó, vì nhiều bạn còn chưa xem, bạn cứ đứng đấy bạn kéo gần. Vậy thì để tôi giới thiệu với các bạn của tôi là đây là viết chữ trên đá các bạn này. Đó, nếu bạn nào chưa xem câu chuyện thì các bạn hình dung viết chữ này là viết chữ chìm. Chữ chìm để ta đi lại ở trên đá cho nó thật thoải mái các bạn ạ. Có là những cái lối đi trong vườn của chúng ta, hay gọi là lối nhỏ trong vườn của chúng ta. Không sao, bạn cứ lùi lại một tí, rồi tôi lại quay về chỗ chính tôi làm. Hôm nay tôi phải giới thiệu với các bạn tôi như thế để các bạn tôi nắm được là trong ba câu chuyện chia sẻ với các bạn về cách viết chữ trên đá, là tôi chia sẻ với các bạn của tôi là viết chữ chìm xuống dưới con đường đi để chúng ta đi trên mặt vườn nó thuận lợi. Còn hôm nay tôi chia sẻ với các bạn của tôi là chữ, hôm nay tôi viết chữ trên đá nhưng mà là chữ nổi. Vậy nếu các bạn cũng có cái cảnh quan và không gian giống giống vườn của anh CZ như này thì các bạn có thể viết chữ chìm để mình đi lại trên các lối đi nó thuận lợi. Và đây cũng là một con đường đi gọi là lối nhỏ trong con đường đi của vườn hoành CZ bên cạnh dòng suối Đa Cạn. Và cái lối này là vườn hoành CZ cũng để lối đi. Vậy thì viết nổi lên như này thì đi làm sao được? Và vì như thế hôm nay mới chia sẻ với các bạn câu chuyện là viết chữ nổi trên đá. Là vì ở bên trái vườn hoành CZ có thể đi được trong vườn cỏ. Ở bên tay phải của vườn hoành CZ đây thì vườn hoành CZ có thảm cỏ nhựa, cho nên đi lại được để chăm sóc cây và hoa. Và vì vậy toàn bộ cái khuôn này vườn hoành CZ sẽ trang trí nổi. Và như các bạn, vườn hoành CZ sẽ mời các bạn xuống phía dưới thăm luôn. Và đây các bạn đang nhìn đây, vườn hoành CZ, chữ này là chữ gì thì đây không phải là chữ các bạn nhé, mà là hình ảnh minh họa. Đó là một con thuyền các bạn này. Đó, đây tôi ví dụ các bạn nhìn nhé, đó là một con thuyền các bạn này. Đó, con thuyền độc mộc thôi nha. Tất nhiên vườn hoành CZ sẽ còn chỉnh sửa thêm, nhưng các bạn nhìn thấy vườn hoành CZ viết rất đơn giản thôi, nhưng nó là chính là một con thuyền các bạn nha. Đó, con thuyền với hai cánh buồm các bạn này. Con thuyền với hai cánh buồm này thì vườn hoành CZ sẽ chỉnh sau, nhưng mà đây các bạn đang nhìn vườn hoành CZ làm rất cụ thể. Đó, tượng trưng như thế các bạn nha, minh họa như thế. Đó là nổi nha, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thì đây là biểu tượng của hai cánh buồm, tuy nhiên nó chưa được thật là giống cánh buồm, thì vườn của anh CZ sẽ chỉnh sửa thêm một chút nữa các bạn ạ. Chỉnh sửa thêm một chút nữa. Và quay lại tiếp câu chuyện chính về đá, là câu chuyện viết đá nổi, thì cái con đường này vườn của anh CZ không đi nữa vì có lối đi bên cạnh, cho nên vườn của anh CZ viết chữ nổi lên trên. Viết chữ nổi